Hello, em nông dân miền Tây Vlog xin kính chào toàn thể cô chú anh chị khán giả nha. Cảm ơn cô chú anh chị khán giả đã quay trở lại xem kênh nông dân miền Tây Vlog của em. Thì mấy lần trước em có làm clip để kêu gọi giúp chi hội Phật giáo Hòa Hảo ở xã Tân Hội để mua một chiếc xe cứu thương. Thì hôm nay em lại nhận được một hai mạnh thường quân. Một vị mạnh thường quân là cô người Hoa ở bên Mỹ gửi 700 đô, và chị Liên Ngô gửi 200 đô Canada. Là 200 đô Canada này thì cũng nhờ từ Toán Trần, trên Toán Trần đã chuyển cho nông dân bằng tiền Việt 5 đồng. Là Toán Trần chuyển 200 đô này cộng thêm 100 đô cho cái cô bà Tư Hộ đó, nằm viện. Mà cái clip kia thì quý chị cũng đã xem rồi. Thì hôm nay tổng số em giao cho chú Tám Sơ là chi hội trưởng chi hội Phật giáo ở đây là 700 đô cộng thêm 200 đô Canada, 700 đô Mỹ và 200 đô Canada thì đổi tiền Việt là 3,5 triệu. Giờ mời cô chú anh chị theo nông dân đi vào bên trong để mình gửi tiền cho chú Tám. Dạ, xin mời cô chú anh chị. Đây thì em quay sơ cho cái xe cô chú anh chị thôi. Đây thì cái xe này là xe mới mua, mà mua xe cũ nhưng mà cũng lọt xong mấy lần rồi, nghe nói là cũng hư lên đi xuống. Đây là chiếc xe này cũng nói chung cũng ổn hơn chiếc xe ăn sao con chào bạn. Dạ, đây thì chú Tám này cũng có ý định đổi chiếc xe này, quay cho cô chú anh chị xem đợi chút xíu thôi. Bây giờ mình vô trong mình gửi tiền cho chú Tám luôn nha cô chú anh chị. Đây là bên ngoài chi hội Phật giáo Hòa Hảo ở xã. Đi vào bên trong thì chị hỏi đây thì cũng mấy cái ngày gầm đồ rồi, mấy cái cô chú tín đồ mấy tập hợp đông, còn bình thường thì vắng vậy thôi. Hình như ở đây mình lại là lần này cũng 3 lần để giao tiền rồi, nhưng mà mấy bức tranh này hình như chưa có vẽ xong rồi cô chú chị. Bên đây thì vẽ xong rồi, quay sơ khung cảnh thôi. Đây là cũng có đèn qua rồi nè, chắc để làm lễ. Thì quay sơ chút xíu hình. Đây là những tấm hình của đức thầy. Dạ, tại vì chú Tám đang ở trong á, giới thiệu sơ cho cô chú anh chị khán giả xem để biết về cái hội trường ở chi hội Phật giáo Hòa Hảo ở đây. Đây là đây có cái cửa sổ mà chú chắc cũng chưa có lợp bên đây. Đây là phía sau cái chiếc xe nãy em có quay đó. Chắc là chú có ý là đổi chiếc xe này. Nhìn ở ngoài nó vậy thôi chứ trong cái hàng ghế nó còn một nát hơn nữa cô chú anh chị. Hình như chiếc xe này ít có được sử dụng hơn. Rồi giờ mình đợi chú Tám ra thôi. Con chào chú Tám nha. Hôm nay là lần thứ 3 con cũng kêu gọi được ít tiền. Con lại đây con gửi cho chú để khi nào chú có dịp nó gom gom đủ thì chú đi mua xe. Thì ở đây thì mấy lần trước thì con không cộng vô, con hôm nay thì con chỉ đưa cái phần của một mạnh thường quân ở bên Mỹ, là con hay gọi là cô người Hoa đó, là cổ người Hoa. Cho nên cổ cũng không ít mà muốn ai biết tới tên cổ, thì cổ gửi cho chị hội mình là 700 đô Mỹ. Cô người Hoa ha. Dạ, cô người Hoa. Dạ, chú đổi chứ. Dạ, ở đây cô người qua là gửi 700 đô, chú đếm cho con trước 700 đô. Là 7 tờ. 3 4 5 6 7 rồi. Đúng dạ. 7 tờ. Đúng 7 tờ. Rồi đây là chị Liên Ngô cũng một mạnh thường quân. Gửi 200 đô Canada nhưng mà gửi thông qua cái kênh YouTube là Toán Trần Channel. Toán Trần Channel đã chuyển qua tiền Việt. Đấy là, có nghĩa là đã đổi ra tiền Việt là con đổi ra được 3,5 triệu. Ở đây là 3,5 triệu. Cô Liên Ngô. Cô Liên Ngô hả? Chị Liên Ngô. Dạ, nghe chị hay cô thì cũng được, con thì con hay kêu chị thôi. Chị Liên. Dạ, Liên Ngô. Liên. Dạ. Ngô. Dạ. Ở đâu? Ở Canada. Can. Xe can. Đâu? Canada. Canada.
Canada mình viết can. Rồi vậy cũng được, mình ghi mình hiểu thôi. Giờ chú cứ ghi số tiền là Canada đi, rồi vậy vậy đi. Dạ, là 200 đô Canada là bạn Toán Trần đã đổi cho con dùm là được 3.500.000. 200 đô. À dạ. 200 đô. Gì không phải gì không? Dạ đúng rồi, chú cứ ghi tiền Việt cũng được. 200 đô bằng 3.5 triệu cũng được. Bây giờ 200 đô nè. Dạ. Để mình để bằng 3.5 triệu nè. Dạ. Thấy không? Dạ 3.500.000. Rồi dạ. Rồi vậy là đúng rồi. Thì đây chú đếm giúp con có đúng 3.5 triệu không? 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, rồi 3.500.000. Dạ. Thì hôm nay thì cũng có hai mạnh thường quân đóng góp nhiều thôi. Đây là 700 đô. 700 đô này thì nếu mà quy ra đổi thì chắc 100 đô này cũng 2.3 triệu. Thì cái này thì chú cứ ghi 700 đô thôi. 700 đô đi. 700 đô. Dạ. Đây này con không có thời gian đi đổi. Dạ. Còn vậy xong rồi. Cái phần đây hổng gài thì cũng có rất là nhiều bà con đóng góp những cái tiền đô thì mình không có cộng được, thì mình chỉ làm cái clip tới đây thôi. 700 đô của cô người Hoa bên Mỹ và chị Liên Ngô gửi cho thông qua Toán Trần là gửi 200 đô, nhưng mà Toán Trần đổi ra tiền Việt là chuyển 3.500.000 đồng. Dạ rồi, thì hôm nay thì con chỉ tới đây để trao tiền cho chú Tám là của hai mạnh thường quân. Tôi cũng thay mặt cho ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Phan Hội để chuẩn bị mua chiếc xe từ thiện cứu thương đó. Thì trong cái thời gian này nói chung là bà con cũng bệnh nhiều, nhưng mà tiền thì chưa có mua được, chưa có đủ tiền mua được, cũng nhờ cái sự đóng góp của như cô là chú nói tiếp. Thì nhờ sao? Thì nhờ cái cô này ấy. Đúng rồi, thì đúng rồi, cô người Hoa và chị Liên Ngô thì hôm nay mình thì nhờ cái cô người Hoa là gửi 700 đô. Thì chị Liên Ngô ở Canada gửi 200 đô, đổi ra là 3.500.000. Thì anh em trong ban tổ chức chúng tôi cũng gửi lời cảm ơn, chúc sức khỏe. Thì mong quý vị cũng làm ăn được, thì có gì ủng hộ cho các việc từ thiện để ủng hộ cho xã hội. Thì anh em chúng tôi thì cũng gắng cố gắng để kêu gọi, khi mà có một ít tiền thì anh em chúng tôi sẽ mua, còn bao nhiêu thì thiếu lại để trả sau. Thì chân thành cảm ơn các cái mạnh thường quân mà ủng hộ vô cái ban trị sự xã Tân Hội. Thì nãy giờ nông dân cũng đã trao tiền cho chú Tám. Đây là chi hội trưởng chi hội Phật giáo Hòa Hảo đây. Thì em xin nói rõ hơn là 700 đô này á, là cái cô người Hoa là gửi tổng cộng là 850 đô. Ở trong đó cho nông dân 50 đô, cho một bạn YouTube khác là 100 đô, là 150 rồi. Còn lại 700 là gửi cho chi hội ở đây làm từ thiện để mua chiếc xe cứu thương. Còn riêng chị Liên Ngô là gửi 300 đô Canada. Thì thông qua Toán Trần, thì Toán Trần gửi cho nông dân là 100 đô á, là đổi ra 1.750.000. Thì 300 đô thì chị Liên Ngô đó gửi 300 đô Canada, Toán Trần đã chuyển qua tiền Việt cho nông dân là 5.250.000. Thì đây thì em cũng cảm ơn chị Liên Ngô và cô khán giả người Hoa. Rất cảm ơn cô chú anh chị khán giả đã xem và luôn đồng hành ủng hộ kênh Nông Dân Miền Tây Vlog của em. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Hẹn gặp vào video chiều nay. Cảm ơn anh chị ạ.